Rồi, hello, chào em ha. Thì hôm nay tiếp tục về được một bộ lo array combo anh em ha. Thì hôm nay nó về được tổng cộng cái lo tai được 6 cái lo tai và 4 cái súp 50 ha. Nói chung cái bộ này thì anh em mua hết thì cũng được, mà mua phân nửa cũng được ha. Thì mấy dòng này hiệu EAW nha em. Dòng này dòng đời mới giờ nên mẫu mã nó đẹp. Nó có cái màu là màu trắng sữa nha anh em ha. Thì cái dòng này nó em có tổng cộng là 6 cái lô tai nha và 4 cái súp. Rồi bắt đầu em đi vào giới thiệu anh em nha. Cái này là đầu tiên thì em tháo một cái thì cái căng ra, còn một cái căng bên đây, bên căng này thì em tháo như là không có tháo nữa nha anh em. Thì bao anh em lo tình trạng cái mặt lo đẹp như mới. Nói anh em cái dòng này là dòng mới giờ nó đẹp như mới ha. Thì mình khẳng định anh em luôn nên không có tháo hết. Chỉ tháo nhiều rồi xong hơn nữa em sẽ quay về phía sau cho anh em coi mua đen. Bắt đầu xong em sẽ tháo một cái lô bát cho anh em coi cái cũ lô bát nó là xong, tại cái dòng này em cũng chưa tháo lần nào luôn, em muốn tháo cho anh em, cho anh em biết, cho anh em có mua nhu cầu mua luôn ha. Rồi đây em quay sơ sơ cho anh em coi nha. Đây là lưới căng đó anh em, dòng lo này hơi bị vuông vuông ha. Em đo cái bề ngang tay anh em hình dung ra, một gang bề ngang nha, hai gang ha, hai gang mấy, gần ba gang ha. Còn chiều xuống nha, chiều xuống là một gang ha, hai gang ha, ba gang mấy à, ba gang mấy là tí nha anh em. Đó thì đó là kích thước cái của đôi lo. Rồi đây là cái lô bát là 50 nè, sườn găng đúc nha anh em. Cái lo này rất là nặng nha, cặp lo này mình nhìn là biết rất là nặng nha anh em, mà nó độ mới nó tuyệt mình tuyệt là mới luôn nha anh em ha. Đây anh em nhìn cái chất keo nè ha, chất keo dầu á, dầu trong cái gân đó này, gân vải nha, gân vải thẩm dầu vô, nó gọi là thẩm dầu để cho làm gì anh em, cái gân nó mềm á, nó mềm mãi ha, nên thì độ đánh là những độ mới nó còn còn mới nên nó mới có cái độ dầu này còn nhiều, hay để lâu quá nên thì cái dầu nó khô. Anh em lưu ý tất nhiên là gọi là lo còn rất là mới chỗ đó đó anh em, rất là mới luôn, thật sự lo này rất là mới, rất là đẹp. Anh em nhìn cái sơn này ha, anh em nhìn trong đây nè, y gan là mới sơn luôn, tại vì dòng này nó mới giờ nên anh em yên tâm về cái độ mới nó tuyệt vời luôn. Sườn găng đúc anh em bắt 50 nha anh em, 50 con này là con này là 100 đến 120 anh em ha. Đó, rất khủng anh em. Cặp này đánh sẽ bạo lực, bao anh em bạo lực luôn á, đẹp như trung hùng ha. Đó, anh em nhìn ha, sơ sơ lại quay cho anh coi ha. Quá mới, quá đẹp anh em ơi, cặp này mấy cái mẫu lo này quá thật sự rất đẹp, đẹp tuyệt vời luôn á. Đó, đây nè ha. Đây rồi xong em để một cái lên trên đi ha, cho anh em coi nha. Cái là để gì đi. Đó, cho anh em dễ thấy ha, hình dung một cái ha. Rồi vậy đi, cái đứng cái nằm nha. Đó. Để cho anh em dễ thấy ha. Rồi đây á, thì cái bát này là bát 16, gân nó là gọi là gân gân này tôi gọi là cái gân gì carbon, rồi gọi là gân carbon anh em ha, giống như gân gắn gì đó, cái màng á nha anh em, cái màng đó nha. Còn gân nó là gân cao su, cái màng đó nha, màng carbon, gân cao su anh em lưu ý nha. Cái dòng này gân này anh em, cái màng này anh em đổ nước vô không hư nữa đó. Gân thì cao su, thì anh em để biết là độ bền nó rất là lâu, đánh tiếng bát nó cũng êm hơn nữa, nó rất là bền, rất là lực hơn, tiếng gân su tiếng bát nó lực hơn ha. Và đây là cái lo chép nè, cái họng nó nè, họng nó cỡ 16 17 anh em, họng nó đây là cái lo này nó có cái độ dáng là xéo vô nha anh em, xéo vô rất là đẹp, phải nói đôi lo này thiệt đẹp anh em, đẹp cực đẹp luôn á. Còn đây là e căng đó nè, e căng nó xung quanh nó bắt ốc nè. Cái súp làm sao thì cái lo tai nó vậy ha. Cái lo tai thì là bắt 16 thôi, nhưng thực sự nếu mà cặp lo này, nếu mà lo tai nó bắt 25 đến 30 thì nó rất là nhiều tiền anh em. Nhưng mà anh em gắp qua mấy cái này thì anh em hát là rất là hay, cao kê gia đình thì miễn bàn ha, mẫu mà đẹp. Cái dòng này mẫu mà đẹp anh em ha, súp nè. Cực đẹp ha. Phải nói lo về quá đẹp anh em ơi. Đó anh em chiêm ngưỡng cái đi ha. Bắt đầu em sẽ quay về cái phía sau đôi lo, rồi xong em sẽ tháo củ lo cho anh em xem cái là xong rồi, về chi tiết những đôi lo này ha. Thật sự anh em nào có nhu cầu cần cái gì thì cứ alo bên em nha. Rồi em sẽ tháo về, em quay về phía sau cho anh em coi ha. Tiếp sau đây em quay phía sau cho anh em coi về cái thông số đôi lo ha. Thì hai cái này trước nè, hai này cái sau ha, còn cái này một cái phía sau ha, một cái này cái mặt trước ha, đó cái căn bên đó ha, đó anh em thấy chưa. Thì mình quay vậy để cho anh em núm rõ về cái thông số phía sau đôi lo thôi. Còn bắt đầu em quay phía trên, đây là cái thông số phía trên đôi lo nghe phía sau anh em ha.
Đó, đây này nha anh em. Đó, dòng này anh em ha. EWVR62 ha, dòng loa 8 ohm, công suất nó 200W nha anh em. Mấy dòng này là Toonkyo Tio nè, là này bên Nhật, nhưng mà dòng này nó để tất cả nha. Dòng mà sau này nó đời máy nó gấp bên hàng bên China nha, nhưng mà nó vẫn là hàng chính hãng của EWVR nha anh em. Xíu anh em xem coi củ loa bên trong là anh em biết ha. Đó, với anh em có cái chạm lo nè. Đó, chạm lo này là chạm lo bắt ốc vô nha, nó dặn vô. Dòng này thì nó cần công suất lớn nên nó bắt ốc luôn, trực tiếp luôn ha. Rồi, đây anh em thấy thông số đó không nè. Nó để cái cơ cấu nè. Nó lo chép nè, lo bát nè, nấu nối tiếp với nhau nè, nở gà nè ha. Và một có server ha, nó có ghi rõ ràng cho mình coi nè ha. Đó, đây nè, anh em nhìn cái đồ mới, cực kỳ mới anh em ha. Rồi, đây là VR62 anh em lưu ý nha, cái lò tay VR62. Đó, giá nó rất là đẹp ha. Rồi xong em tới cái phía dưới nha. Cái súp nha, này là bằng cái súp nha anh em. Đó, E-Dub. Đó, anh em thấy chưa? VRS18. Hơn 18 là bát 50, mà V15 thì là bát là 40. Anh em lưu ý nha, 18 là 50, đơn giản thôi. Rồi xong em quay về dưới. Đây là cái con lo này thì lo 8 ohm, công suất 500W. Hàng khủng nha anh em. Đó, anh em thấy còn đồ mới, cực kỳ mới anh em. Xuất sắc nha. Rồi đây là phần phía sau ha, em quay chi tiết cho anh em ha, anh em coi sơ lại một cái nha. Thật sự mấy cái mẫu này quá đẹp đi. Cũng muốn quay tới lui cho anh em xem cái đi, bắt đầu em sẽ tháo về một cái lo full và một cái lo súp bên trong cho anh em xem là xong nha anh em ha. Thì nói chung anh em nào có nhu cầu cần thì mua ủng hộ nha. Thật sự bên em bán hàng rất là nhiều ha, cũng về hàng lê gai hoài à. Thì anh em yên tâm mua bên em thì anh em yên tâm đi, không sợ mất tiền. Đây thì em tháo về bên trong cho anh em xem những đôi lo này ha. Này là cái bên trong cái cục súp nha anh em, súp 50 ha. Đó, anh em về coi cái bên trong. Còn trên đây á thì là cái lo full ha. Đó, lo súp nè anh em, củ lo nó nè ha. Củ lo nè anh em nhìn ha. Này củ lo 20. Đó, từ nó anh em ha. Đó, đây cái số series nó nằm dưới đây nè. Đó anh em thấy BN này ha. Đó, thấy chưa? Còn này chạm lo nằm đây ha, chạm lo nằm đây ha. Còn đây thông số lo nằm đây ha, có cái tem dưới đây nè ha. Tem đỏ đen anh em ha. Đó, thấy chưa? Đó, anh em thấy chưa? Sườn nha, đẹp rất đẹp anh em. Thì số lo súp này thì bên trong nó không có gì hết anh em ha, không có gì hết á. Cho mình coi nè, đây mình nhìn nó trống lỏng thôi. Thì súp nó đánh trực tiếp anh em ha, không cần qua không tầng, không cần gì hết. Tại mấy dòng này mình hy mình đánh qua mấy cái vùng cốt hoặc là qua cái đường cắt súp đánh súp thôi, nên nó không cần phân tầng chân á. Rồi súp thì nó có củ lon nó gì nha anh em, củ lon nó gì nha, là 50 ha. Đó, rồi xong thì bắt đầu tới em quay về cái dòng tới mấy cái lo full anh em ha, hai cái bát anh em ha. Tại cái dòng này anh em biết sao mà do nó để lâu quá nên nó nhìn nó hơi bị tối thôi, chứ nó vẫn là lo rất là mới thật sự luôn anh em, lo mới lắm nha. Đây cái này cũng lo chép nè, đó này cộng này trừ ha, chép này gọi là chép đời mới anh em, chép này chép đời mới nha, chép này gọi là chép từ neo, nó gần từ neo á. Rồi anh em nhìn ha, hồng rất đẹp ha. Rồi đó, quay về phía sau cho anh em coi cái lo chép này nha. Ở đây cái thông số nè, nó thấy chưa, BN ha anh em ha, thấy chưa. Rồi lo 8 ohm xong, nên hứa nói với anh em về cái lo chép. Rồi xong này tới cái lo bát nó nè, BN nó 001 ha. Rồi đó, lo full này, lo full anh em ha, đẹp chưa anh em. À, rồi xong này thì nó, trong này thằng này thì nó có cái phần tầng nha anh em. Lo full thì phải có phần tầng nha. Này phần tầng đặc trưng là phần tầng có EDUB luôn đó, anh em nhìn nè, cực kỳ chất nha anh em. Đó, thấy chưa, EDUB anh em thấy không, phần tầng EDUB là nó đặc trưng. Cái phần tầng nó gì nè, cuộn dây nó màu đỏ ha, nó quằn vòng nha anh em. Đó, thấy chưa, đó một cuộn xeo, hai tụ, một cái điện trở, ba cái tụ cuộn xeo. Đó, nhìn rất chất anh em ha, nhỏ mà phân tầng hơn một gang tay luôn á anh em, hơn gang tay nè. Rồi vậy là xong ha. Đó là nó nói cho anh em về bên trong của đôi lo của thằng EDUB này ha. Này là lo lời nha, này lo lời. Rồi xong thì anh em nào có nhu cầu mấy đôi lo này thì liên hệ nha. Nói chung em làm là chi tiết, cố gắng chi tiết nhất cho có thể cho anh em luôn đó.
tại vì em hôm giờ cũng không có thời gian mình quay bên trong, nên hôm nay tất cả những mặt hàng mình làm đều tháo cho anh em xem về nội, toàn tất cả đoàn bên trong của lo hết để cho anh em nhắm mà mua ha. Rồi xong em kết thúc video nha anh em, hẹn anh em những video kế tiếp nha. Xin chào anh em nha.